Đây là một gói mì gói loại mì khô Indonesia. Các bạn có thể thấy là mì goreng. Gói mì khô này có giá 6.000 đồng. Mình mua nó ở một cửa hàng tiện lợi ở số 250 Đề Thám, quận Nhất. Thì chỉ có 6.000 đồng thôi. Đây là loại mì nhập khẩu nha, từ Indonesia. Thì các bạn có thể thấy. Như vậy 6.000 đồng thì tương đương với một gói mì lẩu Thái. Đây phía sau. Toàn bộ là tiếng Indonesia. Đấy. Mì gói khô Indonesia. Ok, bây giờ mình cách sử dụng của nó nè. Tức là đem gói nếp mì này trụng trong nước sôi 3 phút, rồi sau đó gấp ra, rồi trộn với gia vị, rồi dạng mì khô mà, như thế là có thể ăn được. Ok, bây giờ mình sẽ đi nấu cái gói mì này và ăn thử xem coi như thế nào. Ok, mì goreng Indonesia. Như vậy là hiện tại ở Việt Nam không chỉ có mì của Hàn Quốc, mì Nhật Bản, mì lẩu Thái, bây giờ còn có mì Indonesia. Ok, bây giờ mình sẽ cắt cái gói mì ra để xem bên trong có cái gì ha. Sau khi cắt ra thì sẽ thấy cái bát mì như thế này, tụi nó là vàng ha, vàng nhẹ thôi. Một gói là tương ớt nè, đây là cái bột nêm nè. Ok, ở đây thì có nó ghi là dạng soya sauce, dạng như là nước tương, còn cái này là dầu. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị, mình bỏ cái bát mì này vô trong cái chảo nước nước sôi để mình ok nấu nó. Trong lúc chờ nó mềm thì mình sẽ cắt những cái gói gia vị này ra, bởi vì nó là loại mì khô cho nên sau khi gói mì nó chín mình sẽ trộn với cái gia vị này. Và sau đó mình sẽ ăn thử và mình sẽ cho các bạn biết cái hương vị và có ngon hay không. Đầu tiên là bột nêm nha. Sau khi mình cắt nó ra thì nó có dạng như vậy nè. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ cắt tiếp cái gói bột ớt và dầu dầu và nước tương. À, cái mùi rất là thơm, cực kỳ thơm. Ê, sợi mì óng ánh. Ok, trộn đều rồi, mình ăn nha. Vậy cũng nhỏ ha, không nhiều lắm. Dạ, mình ngồi đang ăn mì. Cọng mì rất là dai, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Nói chung là cái vị này phải nói là rất là ngon, khá ư là hợp với khẩu vị của mình. Mặn, ngọt, cay, cọng mì dai. Mình nghĩ là nếu mà mình ăn cái loại mì này thì không chỉ ăn một gói, chắc phải ăn được hai gói á. Dạ, khá ngon. Cái độ mỡ của nó cũng khá là sóng sánh, nhưng mà ăn thì không có ngán nha, chứ là vừa thôi, dai, mặn, cay,
cái nước tương thì thực ra không phải giống cái nước tương Trung Quốc đâu, gọi là nước tương chứ thực ra là một loại tương. Ăn nói chung là cái vị này là rất là lạ đó. Đối với người Việt Nam mình thì những người thích ăn mì gói thì nên thử cái loại mì này. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video mình thì mình làm về cái loại mì gói của Malaysia. Tại hiện tại Malaysia cũng có mì gói nhập khẩu vào Việt Nam. Ok. Cảm ơn các bạn. Bạn nhớ ăn mì gói này nha, rất là ngon đó.